Tỏ video thì mỗi riêng vừa ở đi lịch kinh nhóm miền sẽ mà riêng nhóm miền sẽ kê mà tích ở nhóm miền âm sử dụng mũi chỉ có biệt SCM 3P nhóm to cho bốn bấy cứ bị đập bí bị đập bấy hay là bị đập buồn từ căn LED bay crop bay chưa nó to từ bay crop được không sẽ khuyên này hãy đi chia hardware bật vào vía để nhóm to máu của nhóm vợ SCM 3P hay to tầm pool chân luôn 7 hay dân là sẽ có đại việc lưu lập lẹp rồi chúng ta sẽ so về cụm ẩm ích đấy sẽ so về cụm ẩm ích SCM 3P cụm ẩm ích rồi nhóm sẽ lệch âm gì dũng một rồi bấy si phạm bấy này âm si dô với ai sẽ âm xam phí f một rồi bấy si phạm bấy chọn select về máu hay chọn start và chạy cho nên cứ y xe lắm chừng ai cần học chừng ai ô để bán để không sẽ vì dân cứ dân ra trường đọc phí đọc bấy đọc buồn này trường bay này chắc nhau mà set IO với đã tôi chỉ trường output cho select cho việc thứ hay do GPIO output đi output mới output tí output bay đó mà nhóm cho tới khó cho tới system nhóm đã đi bạc về chia phép serial wire nên bây giờ đã móc ra chương pin tiền có món nhóm sắp làm bè từ chương mình mua đi muối chương này tập phí là bè liếng đi dù giờ làm bè thì ai xếp màn lấy đi lấy muối lấy đi lấy phí lấy đi lấy bảy cho nhân viên là bè dưỡng cứ là đi lịch muối lịch bí hay lịch bầy anh ấy cần phải clo chứ clo với nhưng mà toàn tặng hỏi thông để pra trầm tài còn bầy mê sấn bầy mê cả hết mà anh cứ project đặt một project với cứ là lịch đi lịch đặt với là nó folder là desktop này hay em đặt với nó SM sang phí cầu chỗ nó để chúng ta biết nó đi từ lượng desktop tòa máu từ SM sang phi cầu tổng tiết dương generate dương từ vô generate nhóm pra đi âm dk am version vẹn nhóm pra nó so we are here to kill so we are kill kill cho nhóm select điểm máu anh em cho vô generate generate cái hàng lớn này generate code tới chứ cái generate trên chỉ code máu và đó mà những ai open project các bạn những ai open folder các bạn này bây giờ open project vì trên kill đi màu này tại bây giờ còn open tí những ai cho tới căn folder nó không còn cột đấy là dùng generate bánh cứ lịch đi lịch đấy hãy cho từ âm dk đấy hãy cho bảo project đấy cái gì project chứ chẳng khỏi bị dùng bảo máu dùng miền source code chứ anh đi application user dùng cái này không nắng cứ boy man này chẳng khỏi bây giờ cho generate mấy cái việc bằng các bạn source code tặng on này bao giờ ấy dương ai mới khởi câu kia trang để bây giờ xe comment đi mẹ và chị dương tha tàn á thế ấy lên những lúc trao xem không ai khởi chờ tụi
nhưng lại thành phịch. Chẳng dừng mơ lực câu tới dừng khơi miền âm x GPIO init chả năng cứ function là function năng cứ config chương IO năng đa tu chỉ chương output để dừng chuẩn select mạnh năng này cứ cái lại này chẳng dừng khơi miền chương này dừng config mạnh cứ miền chương lên lịch đi lịch muối lịch pí lịch bệnh hay dừng config viên đa tu chỉ chương output nè chỉ phép output trả lời những dây cột đẹp lứ cứ dương cho một căn là vào lúc này vào lấy bây giờ ai sẽ cột đẹp lứ ba chẳng là dây cột nó đi phọt xí chẳng dừng đặt phọt xí bị mùi tiết là lịch đi lịch muối vì mà tiết dừng ở state về chẳng tha đặt bây giờ này việc lưu bán thử phải chạy phọt phải chạy pin là bỏ ở lịch đi tổ mà tiết state state nó cứ set được có reset set sẽ nó cứ hài chẳng việc lứ cho nên bụng bấy cho chúng ta định phí định bệnh ta mất nhầm đi lê muối đi lê pram rồi mì lì sẽ khấn rồi nhầm bật về bình chắc nhầm reset chắc nhầm cục phí phát đi ấy. Nhưng cái hàng cao này đã tha reset nhỉ phải họ nó đi chạy việc reset GPIO pin reset chẳng hạn cứ ai bị lâu quên chẳng dừng dây câu này cứ ai vô lư tặng bấy delay 500 millisecond vô lực tặng bấy delay 500 millisecond tôi nói dừng biến nên dùng biến vía biến dùng biến những ảnh mơ nơi hàng cao này biến là phút này sạc xét luôn sạc xét error rồi chẳng vậy mình error thế vốn mình có miền đá to mà thiết dương cho và lại để option for target này nhầm cho từ định bác cho từ setting cho từ cái này flat download mình HP dương chạy flat flat download nó dương cho nó âm gì vô những người reset reset hóa rằng cho nhầm thích này mới reset hóa ở việc rằng ok nó ok hóa nhầm chạy download code chẳng gọi dương download code dương khơi bu dương lư này lập lập linking chạm bấy ní cứ pram rồi mình lý dự khấn hay bây giờ tôi với màu bị đối chẳng vì là lưu nhọt trong mùi bây giờ anh download nó tiếp ô bia dần bia dần biến hay mà download nó tiếp cái này bị rồi mình lý sẽ khẳng